Xin chào các cô chú, anh chị và các bạn. Ngày hôm nay mình có đến Hồng Thuốc, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới. Cơ sở Phúc Phúc Nam. Rất là nhiều thuốc nam, chắc ở trên nữa nha, quá nhiều. Phải già rồi, lớn tuổi rồi, phải vượt rồi, mà không biết ông nào đây hết những kỳ này phải rồi nè. Mấy chú ngủ nước trà đây. Hút hay sư phụ? Phải bấm ngày rồi bấm cho người này cho cái gì đó còn nữa. Quậy quá chú ơi, thấy giọng đưa rồi chạy không à, gan mà còn ăn cơm còn dư thôi, còn cái này đinh xuyên vậy đó, đói thì xuyên cho ăn cơm vô giả còn bắt nữa chạy chứ đi bắn mà còn để bắn chút. Ai có bấm thì ở lại, còn ai vậy thì về nghỉ đó, có gì đâu. Nên là phòng thuốc nam rất là nhiều thuốc nam luôn, cái nhà mình đây. Hôm nay là ngày thứ bảy, thầy Bảy Be ngọn Ba Tàu trực hốt thuốc nam cho bà con. Bây giờ hút thuốc nam, vừa số bóp bấm nguyệt. Nghe rất nhiều thuốc nam cả nhà. Một phần đấy là lương y như từ mẫu lời Bác Hồ. Có rồi, cái phim gỡ đi nước ngoài. Trên này đang mà tài trợ các nhà bự hay gì? Về để bà con là biết đến tao hút thuốc. Tài trợ cho các nhà bự cho ông Bảy. Đăng lên. Thôi.
rưỡi nước, cái sắt nữa cái hồ vẫn còn lít thì uống tối ngày bỏ luôn, người ta hết bỏ luôn cái gì nha. Đố mình thấy á, nó lắm. Tôi cũng ra nhỏ hơn tuổi như lớp con hỏi mà chín đố là nó bị cất nó 29 tuổi rồi. Tuổi tay là 28. Hôm nay là cái ngày thứ bảy phải không? Thứ bảy ngày rằm. Thường sư phụ bảy bè hút thuốc là ngày thứ sáu bảy hả? À, sáu bảy. Thứ bảy ngày rằm. Tháng 8 năm 2022. Đây là cơ sở hút thuốc Nam Từ Thiện ở xã Mỹ Hiệp. Thầy bảy bè hút thuốc ngày thứ sáu thứ bảy. Cơ sở còn nghèo, ông hộ cho ông, để vậy đó, chứ không có để gì, nói gì vậy. Này, không phải quảng cáo mà mình đi cho nó, người ta biết, ta đi. Cho nó biết ngày ta đi. Một là đi thứ nhất biết ngày, đi thứ gì nữa, chứ sao ta không biết. Nhiều người chưa tới đây, hả? Cái phòng thuốc của thầy Bé Bé là ở ngọn Ba Tàu, làm gì? Xã Mỹ Hiệp. Còn đây là cái phòng thuốc đông y của xã. Nhà thuốc của thầy là ở ngọn Ba Tàu. Còn đây là nhà thuốc đông y của xã. Ở dưới ngọn Ba Tàu là sư phụ hốt từ thứ 2 đến thứ 5 hả sư? Ở dưới đông lắm. Đông hơn đây. Chứ ngày 60-70 người, 100 người. Còn Ba Tàu cũng gần đây mấy cây số vậy? Mấy số bạn người hà xe đồ đi. Vậy nó sao mấy cây số? 6-7 cây. Đây dưới thì chạy chưa được 20 phút tới không được. Phòng thuốc của thầy Bé ở dưới đa số Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp đâu qua nhiều. Kiên Giang. Kiên Giang nữa. Ở đây Đồng Tháp qua vậy. Đây Đồng Tháp nữa ha. Đây Đồng Tháp nhiều à. Tôi nè, mấy tôi Đồng Tháp nè. Ở dưới thì Bến Tre, Kiên Giang. Kiên Giang. Nhớ trước con nào ở Vũng Tàu vô nữa. Vũng Tàu có. Sài Gòn nữa. Ở ngoài Đắk Lắk mới vô mấy người đây. Bến Tre là quốc xe năm mấy chỗ không á? Đó có súng nằm với thầy thời gian mà. Có thuốc ho nước không chứ bảy? Ho hả? Không. Thuốc gan này không à? Vậy là ông nào bên Mỹ Lu thì còn gãy rồi bánh. Đây thuốc nam rất nhiều ở cái nhà mình. Bên đây thì bà con niệm Phật. Chùa Thới Bình Tự tổ chức ngày niệm Phật hàng tháng vào ngày 15 dằm. Ngày dằm ngày 15 hàng tháng đều có tổ chức khóa niệm Phật ở tại đây. Tới giờ bà con bước vào niệm Phật. Đến cơ sở phòng thuốc Nam ở xã Mỹ Hiệp thì bà con mình vừa hút thuốc Nam vừa giữ khóa niệm Phật luôn. Thank you.
Thưa quý vị, hôm nay rất vui mừng, hôm nay đông quá. Hôm nay cái chị bị hiệp rồi bên phương Mỹ rồi mấy gì cũng qua. Rồi đã có giọng chẳng có hai vị cũng ra. Mới hấp tâm lắm. Chứ anh em mình đạo mà cũng rất đông. Trước khi được Phật xin thứ tư buổi sáng hôm nay, kính mời vị chấp tay cho anh em. Nam mô A Di Đà Phật. Mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà, nguyện giải thân này khỏi đọa xa, muốn đạo Phật qua ngôi Đức Phật, sơ lượng nguyện thiện đến Đức Hoa. Giờ Đức Phật thứ tư bắt đầu. Đây là phong cảnh trong cái ngôi chùa Thứ Bình Tự xã Mỹ Hiệp. Đến với chùa thì bà con mình giữ khóa niệm Phật vào ngày rằm, tức là hàng tháng ngày 15. Chùa cũng tổ chức đãi cơm nước hoặc là đồ ăn thức uống cho bà con mình đến để mà niệm Phật. Và bên cạnh chùa thì còn có phòng thuốc nam, cơ sở hút thuốc nam từ thiện. Đây thì có những chân dung của Đức Thầy. Trong giờ niệm Phật thì bà con mình rất là trang nghiêm thanh tịnh, chú tâm vào hồng danh 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật.